Đấy, bây giờ mình vô đây mình coi. Còn nhỏ quá không chịu đó. Ừ. Chạy nhỏ quá không chịu, tính giờ cái đi. Giờ rộng ra chừng mét rưỡi nữa. Trại phôi này 5.000 phôi. À, diện tích là 7 năm không? Đúng rồi. 7 năm. Lợp tôn, cách nhiệt, bóng đèn. Rồi, bây giờ thì đây mình sẽ gặp trực tiếp chỗ trại, lứa này là lứa thứ mấy? Đây, Thắng vô chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm mà lứa này lứa thứ tư. Lứa thứ tư. Thứ tư. Em trồng lần thứ mấy rồi? Tức là hồi xưa giờ em có trồng chưa hay chưa. Là chưa trồng lần nào? Đây là lần đầu lên YouTube coi trên mạng trên chuyện đó, trên chuyện đấm đó. Thì cũng học theo làm thôi chứ chưa ai chỉ hết. À chưa chỉ. Rồi, thì bây giờ ở đây là ở đây có ông bạn ông nói em liều. Ủa sao nói liều? Ông lấy thử 100 phôi thử thôi. Em chơi thẳng một thi em một ngà luôn. Mới biết kết quả mình như sao. À tới là... giờ chơi 100 phôi nhiều khi nó cái phôi trước phôi sau mình không biết được. Với lại nhiều lúc ít quá mình không canh được cái độ ẩm. Còn thằng này nè. Chẳng hạn anh làm một trại vậy. Chẳng hạn như trại không đạt, mình sẽ nghiên cứu lại. Ừ. Nhưng mà cát thì nó đạt thật đó. Nhưng mà nó lúng quá. À cát đây. Cát nó giữ ẩm tốt ẩm hơn. Tạo. Ừ, tốt hơn. Là lúc đầu vô tính làm nhà lá. Mà nghe anh em nói bị con gì trên trển nó xuống ăn thôi. Đúng rồi. Nên em, sợ. Em trại lá của em nó dễ nhiễm hơn. Nhưng mà trại lá trồng đạt hơn trại tôn nha. Anh nói trước. Thì ông anh ông trồng trại lá đó. Mà nhưng mà cái chiều cao của anh nước thấp có 2 mét mấy. Đâm ra rất là hầm. Ừ. Bởi vì bởi mới nói ảnh giờ ảnh có cách nào anh đưa cái nhà anh lên khoảng 3 mét mới thoáng nổi. Như cái anh gì mà anh chồng mình Long An mà cái trại của anh gì mà kiến của anh này. Nhìn của nấm Việt xanh gì đó. Nấm Việt á. À, cái đấy thì của người ta. Dạ, mình không quan trọng. Mình chỉ quan tâm bên khu mình. Như giờ đang tính thiết kế kệ lại. Là như bên chuyện có quay ở đâu ở ngoài miền ngoài á. Trong cái khu trường học. Ừ. Cái kệ đó thiết kế là ngon đó. Cái không có hào sắt nữa. À. Mà sắt nó là chỉ bằng sợi sắt vuông 2. Xin vuông 2 ha. Cái video trước anh có quay ở Long An rồi về cái cách mình thiết kế kệ rồi, cái đó thì của trại của khu vực Long An. Và thì bây giờ nè, anh hôm nay mà anh đã từ Bình Định mà anh bay thẳng xuống tới Cái Lại đi, Cái Lại Tiền Giang mà để vào tham quan cái trại của em cũng như review cho anh em để cho anh em coi thử là mình có sai sót cái kỹ thuật như thế nào. Thì bây giờ hồi giờ Thắng, em Thắng không? Hồi giờ là anh chia sẻ khá là nhiều. Nên là bây giờ anh muốn thực tế, anh quay những cái video thực tế này cho anh em xem. Đây là trại 5.000 phôi của em. Em trồng lần đầu tiên và chưa đi học kỹ thuật ở đâu hết. Trên mạng, ráp trên mạng xuống. Thì trong những cái lúc làm thì khó khăn nhất là cái vấn đề gì? Thì cũng không có như là 5.000, anh nói Thắng như là 5.000 rất là nhiều. Có mình nên làm hái gặt này nọ luôn, tưới này nọ cũng mình lên luôn, đậy nắp cũng vậy luôn. Mà lúc gài là có người dọn vệ sinh rồi mừng rồi. Ừ. Muốn một người đó một ngày đi mình chạy là 200, cứ dọn vệ sinh ngày cho người ta làm gì cả không biết, cứ qua xong gọi kêu hắn vô rồi xin nó coi. À rồi. Xong đẩy qua một ngày nó mới đậy nắp. Vậy là chỉ có khó khăn cái dọn vệ sinh không à? Đúng rồi, bây giờ có người làm luôn rồi, khỏe luôn rồi. Nhưng mà hồi lúc đầu làm cái tự tin không? Không, thì nói chung là đã bước cái môn này là cực khổ đó. Tại vì lúc đầu nó ra nhiều nha, nhưng mà nửa lúc sau nó sẽ ít. Ừ. Phải chịu, như đừng có nản, làm nghề đừng giờ nản thôi. Như nó ra một cộng hai cộng cái người ta nản, người ta không có làm, nhưng mà nó đương nhiên phải vậy rồi. Ừ. Nhưng mà hồi 5.000 phôi là lần đầu tiên em thu. Đến bữa nay là lần đang đậy nắp là chuẩn bị rút ra lần thứ tư hay thứ năm? Lần thứ tư. À, đang chuẩn bị rút ra đây là lần thứ tư. Thì đúng trong rồi. Cái quá thu á thì em có thể công bố cái số ký cho anh như cả nhà thì biết. Theo nha em ha. Không biết mấy anh em sao không biết. Nhưng mà cái lần em thu 200 đó, ba lần. Đúng đều rồi. Hết được 200 luôn. Nó từ 190 đến 200. 190 đến 200. Cái nào cũng trơn á. Em nhưng thu mà em nói giờ chỉ cần điều vậy em mừng. Ừ. Không cần như là hồi xưa là bên ông anh em làm bên của ở đâu không biết kìa rồi. Không biết. Nhưng đợt đầu nó 300. À 5.000 thôi. Thứ hai nó 240. Ừ. Đợt thứ ba nó sẽ 88. Nhưng nó được nước đề, nước hậu nó không có. Nó sẽ sụp lại còn có 30-40kg thôi. À là tức là được 3 lứa đầu là 3 lứa đầu thôi, đợt sau còn 80. Đợt sau ít lại nữa.
thì cũng không sao. Anh nghĩ nếu mà theo anh nghĩ mà thu được như thế thì nhanh rút vốn. Không, nhưng mà cái nước đề của nó vậy là cục cái phôi mình nó không không có còn xài lâu được đâu. Nhưng mà xài lâu làm gì? Đầu là nó rút mà. Thì em xài ba đợt đủ vốn em bỏ nhập cái mới anh bán phôi được nữa chứ. Thì bởi vậy thì nói chung là nó đều đều vậy, nhưng mà cái phôi mình cái tay nấm ra nó đạt được chuẩn hơn. Rồi anh thấy ở đây là mình đạt. Rồi bây giờ anh thấy hiện tại anh đánh giá sơ qua mà em thu chuẩn bị thu lưới thứ tư mà cái bịch phôi nó còn khá là trắng. Đây, đúng không? Đúng rồi. Khá trắng trẻo. Cái đầu phôi anh thấy rất là thích. Và trong cái quá trình tưới á, em chia sẻ về cái cách tưới vì ở trên này em không có hệ thống tự động. Đúng rồi. Em không có. Em xài tưới tay không đó. Anh xài tưới tay. Vậy thì em nấm ra. Em gắn vòi để em tưới nè. Tưới mà mịn. Đâu cái máy đâu. Em không cần máy, chỉ cần xài nước phun tên gắn vô trực tiếp thôi. Là nó dùng cái cây này luôn. Em gắn phun thử cho anh coi. Rồi, phun thử đây. Đây. Nước mạnh yếu thôi ha. Hơi tối ra đây vẫn xài bình thường rồi, chứ rồi. Nếu mà chẳng hạn như gắn vô nha nó xài rất ok rồi, tại vì em lên em coi trên mạng có cái đầu phun này nè rất là ngon rồi. Đó, chỉ có xả cái van vậy thôi hả? Xả van thôi, không cần bơm biết gì rồi chứ. Em tưới ngoài đây, em tưới ngoài cây này thôi để cho anh em. Ô mịn nha, rất là mịn nè, tại vì tự nhiên cứu nha. Là có cái tại vì nước yếu nè chứ rồi, đúng nữa. Là nước mạnh nè, nước rất là mịn. Vậy anh thấy là nó mịn rồi đó. Không, nó mịn hơn nữa, nếu nước mạnh nó mịn hơn nữa. Nhưng mà nó mịn hơn. Nhưng mà nó phun cỡ đó là ok rồi. Tại tưới này tưới nấm á là coi như là cái nấm nó đều lắm, nó không có bị dư nước. Rồi. Một ngày em tưới 4 lần luôn á. Tưới 4 lần. Em có xịt cổ miệng không? Không, như là núm vừa ra phải không? Là em tưới ngang nè. Tưới ngang. Tưới ngang. Rồi, nhưng còn nấm nó rất là đều. Rồi. Không có bị dư nước. Vậy em có tưới cổ miệng không? Miệng là đôi khi nào kích meo mới tưới miệng thôi. Kích meo là kích như nào em chia sẻ giúp anh được không? Kích meo gọi là từ kích meo ra đi cho nó dễ. Còn cái gì cái bữa đầu em sốc lạnh đi. Sốc lạnh là buổi sáng 2 giờ rưỡi đêm em sốc lạnh nè. 2 rưỡi đêm đi sốc lạnh rồi. Đúng rồi. Nấm vừa ra 7 sáng bẻ rồi. Là 2 rưỡi đêm sốc lạnh mấy mấy tiếng em sốc mấy tiếng? Em sốc 1 tiếng rưỡi. Sốc 1 tiếng rưỡi. Nếu mà 2 rưỡi luôn á. Tưới xong ngập nền luôn đi. Nghiêng kệ luôn rồi anh biết rồi. Nè rồi. Cái lúng mất cục. Mà em sao lạnh bằng hệ thống nào? Cũng ống nước đó, đó tưới thẳng luôn. Cũng ống nước đó. Tưới dây chàng cái clip mà bữa anh quay của anh diễn chơi cái ống nước trà bá vậy đó. Làm chơi trực tiếp luôn. Rồi. Em tưới từ trên dưới luôn, coi như nào chừng nào mà cái phôi em gờ nó lạnh ngắt em mới ngưng thôi. Là cứ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng mà cả cứ đúng lạnh là thôi. Nhưng mà 2 giờ sáng tưới là nhanh tới á, nhanh lạnh hơn. Nó lạnh lắm. Đúng nói chung là mới giờ tưới sơn ha, nói chung là em xịt sơn thôi. Lần đầu tiên làm xịt sơn, em xịt cho chỗ này nó ướt hết đi, em xả nóng đều rồi xong rồi em mới tưới hết toàn bộ, là một khi mà em gờ vô là cái phôi nó lạnh lại mới ngưng thôi. Rồi tiếp theo anh có chia sẻ trên YouTube là cái vụ mà tưới vào cổ miệng, em có dùng cái phương pháp đó không? Cũng như là bây giờ em nói anh, bây giờ dù em tưới sốc lạnh không, qua ngày sau em vẫn tưới 2 lần, vẫn sốc cũng như y chang sốc lạnh vậy, em tưới cho anh này nè. Ý là đấy là gọi là tưới thôi. Đúng rồi. Tưới xong rồi em mới khoảng chừng canh chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ lại mới kích meo. Kích meo đâu? Kích meo cái phương thức kích meo như thế nào đó? Em chỉ lấy cái bình này thôi. Em có mua cái bình xịt. Đúng rồi. Em kích bằng cách nào Thắng? Thì em vẫn kích vô thẳng vô cổ họng luôn. Đó là xịt tưới vô cổ miệng. Đúng rồi. Mà em nói kích meo. Đúng rồi. Tưới lâu không? Thì em cứ lướt qua, một ngày em lướt 3 lần. Một ngày lướt 3 lần. Nó nóng quá, thay vì nhiệt độ, cảnh nhiệt độ mình tưới. Thay vì nắng cỡ này nè, làm nước chút xíu em vô gà là khô e. Em rờ vô cái lỗ miệng đó đó. Rờ hẳn luôn. Nó khô liền phải không? Nó khô là phải khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ lắm, nhất nữa. Nhất nữa. Để là tính ra, nó ra đều. Vậy mà tính ra anh hướng dẫn tưới con lần 2 lần mà em còn cho ngày 3 lần nữa. Tính chung là mình canh theo thời tiết. Chứ không phải là dám tưới hoài như thay vì thời tiết lạnh đi. Kích meo 1 lần một thôi. Còn thay vì thời tiết nóng như khoảng 3 mấy độ lên là mình thấy 3 lần. Đã tính ra như em nãy giờ nghe em chia sẻ thì anh có đánh giá cái là em cái cảm quan của em khá là tốt, nói về cái dòng nấm này, trồng nấm là trồng cảm quan. Nấm mà bên anh em trồng cũng nhiều rồi, ổng trồng lại 10 năm. Có anh có người anh cũng nhiều rồi, cũng lấy nhiều chỗ lắm, Đồng Nai này nọ, anh khi mình phải chơi, nhưng mà em lấy bên phôi anh là bên ảnh qua coi anh rất là chịu. Anh nhìn thấy là được. Trắng đẹp, mà không bị nhũng cổ nữa. Tưới nhiều hơn á, anh thấy là của anh em tưới là coi như là nước là em không sao hao mà ngập thôi. Phôi của anh nó uống nước ghê lắm á, nó chịu nước. Thì nói chung là em tưới là em không sợ đó, chỉ cần mà núm gà đạt là ok.
Còn tưới này khỏi sợ tôm nước đúng không? Đúng rồi, không sợ. Thì dùng dùng có ga nấm này nữa, nhiều trời thì tiết nóng 37 độ như này ngày em 4 lần. Nhưng mà em ra em bữa nay em có ra em rờ cái tay nấm em cảm quan được chưa? Tay nấm thiếu nước khô nước chưa? Rồi chứ. Lần đầu tiên là biết rồi. Ra rờ biết luôn đúng không? Rờ vô thấy mà nó còn hơi ẩm ẩm là chưa, ăn tiếng sau là tưới được. Ra mình phải vuốt cái tay nấm, ở đây Đúng không rồi. có cái tay nấm nha cả nhà. Xuống đang đậy nắp. Nắp đã đậy được bao nhiêu ngày rồi? À, này ngày thứ ba. Ngày thứ ba. Hơi hơi phun nhẹ nhẹ nè. Em phun. Vậy chứ hôm bữa mới vừa là hay gì người ta kêu giỡn hai lần. Chia làm đôi. Mới vừa hái này xong, bên kia là bạn đây cạo gốc đây. Là qua ngày sau nó ra núm nữa rồi. Nó lại bung lại nữa. Nó bung nữa. Bung lại. Rồi là phải lấy muỗng cạo. Rồi, vậy là ok, thấy cái trại phô đánh giá rất là tuyệt vời. Nước vôi không, tưới nước vôi không? Ý là nền cát dẫn tưới nước vôi. Nền cát, nền đây là nền cát, em vẫn chỉ tưới nước vôi đúng Tưới không? nước vôi được không, cứ nước thường. Không tưới nước thường, đây vôi quá trời đây nè, đúng Đó, rồi. dẫn tưới nước vôi, thử trồng. Sợ nó bệnh lắm. Tại vì dài bịch mà chuẩn bị như nó có như bị diễn cá móc xanh nè. Đây móc xanh này, móc xanh này. Lội dục. Lội Không dục liền. Có gạch bọng gì hết trơn. Nói chung là làm không có tiếc. Không tiếc. Mình nhiều khi tiết cái luồng gió nó thổi vô nó lây. Đúng rồi, bữa giờ bị móc xanh nhiều không em, 5.000 phôi á. Thì nó cũng ít à. Nhưng mà từ hồi lúc thu hoạch tới giờ nó cũng mấy chục phôi à. Mấy chục phôi, 5.000 so mấy chục phôi á, cũng. Nói chung là chị nói chung tại vì mình là như lần đầu chưa có kinh nghiệm. Phải bị sơ sức. Nếu đợt sau này em sẽ làm là em giữ gắn ok luôn. Là đúng rồi, càng về lâu dài thì càng ok hơn chứ. Nếu mà em mà lên cái nền xi măng là em bảo đảm luôn. Cái nền xi măng này ha, đúng xử lý rồi. liên tục, tại vì cái nền này nó hơi ẩm, nó giữ độ ẩm cao quá, đâm ra Đó là mới có 5.000 phôi thì còn có cái dự án nào nữa không anh thấy? Thì tính dự án trồng thêm 5.000 nữa. Làm thêm một trại 5.000 nữa. 5.000. Vậy thì ok. Đây, đó là những chia sẻ những người trực tiếp làm. Đây, nắm chỉ đi thích đi quay những cái video thực tế như thế, chứ mình không có phải mình đi quay tào lao hay gì đó. Đó, video thực tế, người làm thực tế, việc thật. Như Thôi nhà, thật nhà ở đây ha, nhà tôn mà đã 29 độ rồi. Nên mà làm nhà lá còn mát dữ nữa. Nếu mà nhà ở đây 29 độ, nhà tôn ai thì sợ nhà gì lá đâu, nó cũng được xuống, thôi. còn cái 24 25 độ. Anh thấy em dọn vệ sinh khá là ok, không mấy sâu. Dữ thôi, chứ Và sao đâu được cái gì. thì ngấy sâu có nhiều người ngấy sâu quá. Cái Vậy. thứ hai nữa là mình chủ yếu mình là dùng phương pháp vít thôi. Đây cái dụng cụ dọn vệ sinh của em đó. Với lại một khi mà là thu hoạch nấm á, chịu khó nấm lắc. Lắc từ từ ấy. Lắc giật nó ra chứ đâu gấp. Ủa. Ta đâu có mình. Đây dụng cứ cụ từ dọn từ. vệ sinh thế nào rồi. Đây. Đâu gấp gì? Gấp quá thì cũng đâu có được gì đâu. Đây dụng cụ từ dọn vệ từ. sinh đơn giản, đó là cái muỗng thôi, chứ không có cái gì hết đúng không? Đấy, cái muỗng thôi, Thì em cũng dọn cái xong muỗng rồi mà anh anh quấn lại anh dọn chắc thấy. đôi. Đây bình con Đồn. Phải chừng ok 10 pho làm xịt, 10 pho làm xịt rồi ok. Vậy thì anh cảm ơn, xài này cho chắc cú. anh cảm ơn em đã chia sẻ, và em là người làm thực tế đó, anh là Chung là người chưa đi học thực ai tế. hết, tự mình nghiên cứu ra. Rồi anh cảm ơn em, cũng như là tin tưởng sản phẩm bên Truyện Nấm. Rồi, chúc em lên trại thêm trại nữa thì và những cái dòng nấm này càng về sau thì bán được có giá ha. Rồi càng về sau có những kinh nghiệm hay hơn để chia sẻ với cả nhà. Rồi, nắm chào cả nhà cũng như cảm ơn Thắng nha.